trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng đọng mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút, đây chỉ là khúc quanh chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hạnh phúc, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xả dao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của chính mình. Sự lo lắng không giúp bạn dọn dẹp được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi bình an hiện tại. Cho nên hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Chúng ta đều biết xe hơi có kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Đời người cũng vậy, quá khứ của chúng ta không quan trọng bằng tương lai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn vào quá khứ để lấy chút kinh nghiệm, để biết sống trọn vẹn với hôm nay và định hướng được ngày mai, phải không? Và hãy nhớ, khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ấy và chuyển năng lượng lành của ta đến người đó. Thế nên, những khi cảm thấy bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng có thể có ai đó trên đời đã cầu nguyện cho ta. Có đôi lúc ta hãy nhìn ngắm thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ, để nghe tiếng thương yêu từ sâu thẳm. Chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ. Người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn và cười với cuộc đời, với mọi người nhiều hơn? Những lúc thân tâm mệt mỏi, thật khó khăn nở nụ cười, nhưng nếu nhuệ môi cười được, hoa lòng khô héo dần tươi. Những lúc đời bạc như vôi, bao thiệt thòi ta gánh chịu, ngày đó nếu biết mỉm cười, buông xả tâm hồn nặng trĩu. Cuộc đời ghét ganh đàm tiếu, đừng sống trong miệng người ta. Nhẹ nhàng mỉm cười không nói, ngày tháng chi rồi cũng qua. Ai sống lỗi lầm với ta, mỉm cười lòng thêm độ lượng. Biết đây là cõi ta bà, con người ân gây nghiệp chướng. Những lúc đau vất vưởng, cứ lạc quan một nụ cười. Khi sống tốt theo điều thiện, trời không tuyệt lộ con người. Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự thiện lương luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hành là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tầm mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng lương thiện của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lời, tiền lại. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm. Nếu ta cười,
ảnh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy luôn sống đời hướng thiện, vẫn tin mai hạnh phúc lại trao quà. Trong cái xã hội mà ngày nay người ta ai nấy cũng đều chạy trong cái guồng quay công việc cơm áo gạo tiền, thì không biết là mọi người có nhận ra những nghịch lý ngày hôm nay hay không. Thời buổi này người ta có nhà cao cửa lớn, nhưng gia đình thì bé lại hơn xưa. Lắm bạc tiền nhưng tất cả chạy đua, chung máy ấm mà bơ vơ tội nghiệp. Thời buổi này cái được nhiều hơn cái mất. Cái mất chính là đạo đức đã đi chơi, sát thăng co, lòng teo tóp lại rồi. Nhìn thống khổ bao hững hờ vô cảm, nhiều nghịch lý nói thêm càng tê tái. Văn minh này đã đích thực văn minh, xin nguyện cầu cho thức tỉnh hồi sinh. Rời bỏ những hư vinh mà sống thật, sống vô nghị. Nếu cuồng quay tắt bật, hạnh phúc đời người đích thực có bình an. Trong cuộc sống này, có bao giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh có quá nhiều cơ hội trước mắt để chúng ta có thể lựa chọn? Và con người mà, ai cũng muốn mình thập toàn thập mỹ, cho nên cũng muốn những lựa chọn thập toàn thập mỹ để xứng với bản thân mình, muốn được là cái tốt nhất và muốn được chọn cái tốt nhất. Ngày nọ, anh sinh viên trẻ tuổi và một người thầy già cùng trao đổi về sữa hoàng hậu. Anh sinh viên say sưa nói về khát khao kiếm tìm sữa hoàng hậu. Người thầy chăm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng cắt tiếng: "Thầy có thể đề nghị em làm một việc được không?" "Dạ, con sẵn lòng." "Phía trước mặt chúng ta là săn cọ, em có thể ngắt cho thầy một lá cọ em cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện là em chỉ được đi thẳng về phía trước để chọn lá cọ, không được bước lùi lại." Anh sinh viên đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm lá cọ hoàn hảo nhất. Ngay từ bước chân đầu tiên vào săn cọ, anh đã nhìn xuống và đã thấy một lá cọ xanh mướt. Anh toàn đưa tay định ngắt nó, nhưng lại thôi, vì anh vừa phóng tầm mắt ra phía trước và thấy nhiều lá cọ đẹp hơn nó nhiều. Anh bắt đầu bước tiếp, bước chân thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt lá cọ dưới chân, thì anh lại thấy lá cọ khác ở phía trước trông đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cứ thế anh rảo bước tìm kiếm một lá cọ thật hoàn hảo, nhưng anh có đâu biết rằng vì mải mê tìm kiếm mà đã đi đến phía bên kia khoảng sân lúc nào không hay. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảnh cọ nhỏ nhoi trước mắt, anh đành ngắt lá cọ đẹp nhất trong đó và quay lại nơi người thầy đang đứng đợi. Gương mặt anh không còn hào hứng như lúc đầu, có lẽ vì anh đã hiểu ý nghĩa của việc vừa làm. Anh lặng lẽ đưa cho thầy lá cọ, cầm lá cọ trên tay. Người thầy mỉm cười hiền hòa, bảo anh ngồi xuống và nhẹ nhàng nói: "Thế đấy em à, nếu em biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm, hẳn em đã có được lá cọ hoàn hảo hơn lá cọ này rồi." Nhiều người trong đời cũng vậy, vì mãi lựa chọn nên đành đánh mất những cơ hội tuyệt vời, để rồi sau đó tiếc nuối. Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay em nhé. Có khi nào bạn thử một lần lắng đọng, ngồi quan sát thế gian, có thể bạn sẽ nhận ra dường như cuộc đời chẳng bao giờ ngưng biến động, như thể sống không ngừng vỗ bờ. Lắm khi những đợt sống phiền muộn bất an nhiều hơn những đợt sống vui vẻ bình yên. Có lẽ cũng vì thế mà có người cầm tờ báo rồi bảo không có tin tức gì, tức là tin tốt. Nhưng có một điều rất lạ rằng ngay cả sống yên biển lành, nhiều người vẫn không cho đó là hạnh phúc. Họ không thể ngồi không, nhất định phải khuấy lên những sóng gió não phiền để cảm thấy mình tồn tại, để được người khác quan tâm, chú ý. Lẽ nào tâm hồn con người nghèo nàn đến thế sao?
Lẽ nào ta sống cả đời với bản ngã như của người hành khất, luôn đi tìm hạnh phúc từ khổ đau, rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy ư? Một trong những bí quyết để sống trong bình an hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, biết an nhiên đón nhận mọi sự và tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây bình yên vui vẻ trong đời, ngay bây giờ và tại đây. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc sống này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay, nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, tại lòng mình sống dậy mới đau thương. Nhìn vãng sự cuốn theo dòng trôi chảy, kỳ vô ưu vẫn đẹp giữ vô thường. Niềm vui dù quá lớn sẽ dần dần trôi qua, và nỗi đau cùng cực rồi cũng tìm phôi pha. Biết thế đừng tự phụ, vì thành công hôm nay cũng không sầu ủ rũ. Lúc gặp điều không may, sao trẻ con hay khóc mà hiếm khi chúng buồn. Người lớn năng cười cợt giữa tiếng lòng lệ tu. Cuộc sống vốn không có phiền não, nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng tăng lên. Mong muốn của con người là vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp làm ông nọ bà kia, trong khi bản thân mình chưa là gì hết, ta liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, ta sẽ phát hiện ra mình đã có được rất nhiều, chỉ là ta không nhận ra nên cũng không biết trân trọng. Rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoại thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc đầu cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao ta nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi chứ. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì ái cuộc trả quay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người giấc nợ ngắm nhìn bao la. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình. Chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời trên ven, ai chì tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hàng xót xa. Có bao giờ trong cuộc hội, bạn tự hỏi, ta là ai vậy nhỉ? Ta có phải là cái tên này không? Không phải, vì cái tên ta là do cha mẹ đặt cho, thường sẽ theo ta cả đời. Hay ta là thân xác này, nhưng thân xác này rồi sẽ không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày về chốn biệt phương. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính tắc bật hơn thua, khổ ải trầm luân. Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đản sanh, người đã chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất và nói: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nghĩ là trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý, đó là cái ta của đất trời vũ trụ. Đức Phật muốn gợi ý rằng
ta tìm thấy ta trong khắp đất trời, ta có mặt trong cây cọ, hoa lá, trong con cá dưới sông, trong con chim trên trời, vạn vật trong trời đất đều có một phần xương thịt của ta. Vậy có phải ta xé một cái lá, bẻ một nhành hoa, phá một cánh rừng, bắn một con chim là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Có phải ta giận một người, đánh nhau với một người, hận thù với một người là ta đang tự hại chính mình chăng? Vì vậy ta nên yêu thương, sẻ chia, hy sinh và phụng sự cuộc đời, nên sống vì mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, con người quanh ta. Đây chính là vô ngã. Vô ngã không phải là không có cái ta, mà là cái ta trang hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này. Còn bản ngã chính là sống cho riêng mình, là đánh mất chính mình, đánh mất cả cái ta chân thật. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng: bạn và tôi cùng vĩ mạng giống nhau, bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát, kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau. Vì là sống, tôi xóa nhòa tất cả bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền. Bạn rơi rớt bên ngoài trong giữ lại, nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên. Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn, song cách mình đón nhận chuyện khác nhau. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ, biết bỏ buông tôi vượt thoát ưu sầu. Vì hy vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng, vì xung vầy đã ẩn giấu chi xa, vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng, vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, ước mơ nhiều hiện thực được bao nhiêu. Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi rưng rưng những mắt mát trong chiều. Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và được sống mang thân hình vĩ đại, mối đau đời nhỏ bé tợ như sương. Có một vị thượng sư đã từng nói rằng: biết từ bỏ những điều này tức là biết sống. Từ bỏ việc đổ lỗi cuộc đời, từ bỏ khuynh hướng ưa kiểm soát người khác, từ bỏ tâm lý sợ khó khăn khi chưa bắt đầu công việc, từ bỏ tâm lý luôn là cầu toàn và trách móc bản thân, từ bỏ những rào cản ngăn chặn bạn thay đổi, từ bỏ khuynh hướng thích gây sự chú ý, từ bỏ suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn đúng, từ bỏ khuynh hướng nhìn người ta để sống và sống để cho người ta nhìn. Vậy chúng ta đã từ bỏ bao nhiêu điều trong 8 điều trên? So đo chi với cuộc đời, hãy dành vài phút ngồi chơi với mình. Tâm an trời đất rộng thênh, dính đâu khổ đấy lắng nhìn như nhiên. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta hay nghe nói nhiều về hai chữ tùy duyên. Vậy ai trong chúng ta có thể hiểu được rõ tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, ngừng đối kháng và bình thản chờ đợi những nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi chính thái độ này lại là nhân duyên quan trọng để kết nối những nhân duyên tốt đẹp khác. Ta đừng quên, một việc muốn thành tựu thì phải hội tụ hàng triệu nhân duyên. Nếu chỉ thiếu một nhân duyên thì việc khó thành. Khi hiểu biết sâu sắc điều này và có nhiều kinh nghiệm, ta sẽ biết mình nên và không nên làm gì để các nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu sớm tan biến. Ta thường gọi nhân duyên tốt là khủng duyên, tức là điều kiện có lợi. Gọi nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức là điều kiện bất lợi. Có những nhân duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với người khác và ngược lại. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người. Trong nhân duyên luôn xảy ra với vạn vật trong các vũ trụ, bản ngã của nhân duyên là không có thuận nghịch tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi.
Ấy vậy mà nhiều người có thói quen khi gặp thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng, chỉ muốn duy trì mãi nhân duyên ấy. Còn khi gặp nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né, loại trừ. Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại hạnh phúc, chưa hẳn nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau. Bởi có nghịch duyên sẽ giúp ta trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối. Và nhiều khi có những nhân duyên ban đầu là thuận duyên, nhưng về sau lại trở thành nghịch duyên. Tương tự, có những nhân duyên ban đầu là nghịch duyên, nhưng về sau lại trở thành thuận duyên. Đôi khi thuận duyên hay nghịch duyên tùy thuộc cả vào bản lĩnh và thái độ sống của ta. Thế nên ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên ta đang không hài lòng, cũng không cần cố gắng tìm kiếm những nhân duyên ta hằng mong đợi. Khi tâm ta đủ vững chãi để tạo ra những nhân duyên an lành, thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối. Ví như người ta có nói câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy. Quan trọng hơn, khi tìm được sự sống từ chính bản thân, ta sẽ không xem những giá trị bên ngoài là quan trọng nữa. Nhân duyên nào cũng được cả, ta cứ đón nhận một cách thông dong tự tại. Đức Đạt Lai Lạt Ma có câu: hãy nhớ rằng, đôi khi không còn đạt được những gì bạn muốn lại là sự may mắn tuyệt vời. Sống thật với chính mình, tập chấp nhận bản thân và hãy luôn tươi cười, hạnh phúc với cuộc đời mình đang có. Cùng những người xung quanh mình, tập buông bỏ, tập chấp nhận và tập tha thứ chính là bí quyết của cuộc sống hạnh phúc. Khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước mát lạnh. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lạnh đều cho chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản trị tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ luôn gặp phải những đấu tranh. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như bóng mây không ngừng thay đổi hình dạng thì sẽ luôn bình thản trước những thay đổi. Cuộc đời chính là như vậy, dường như không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận, hạnh phúc, thuận duyên hay khổ đau bế tắc đều phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta khi đối diện với cuộc đời vốn nhiều chập trùng mưa nắng. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Nhiều khi gặp gỡ nhiều người mới biết sự đáng quý của tình bạn chân thành. Nhiều khi va phải nhiều mới biết được sự đáng quý của hiểu biết và độ lượng. Lấy danh nhiều mới biết sự đáng quý của viễn ly và xem nhẹ. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của hòa điều và tha thứ. Nghịch mắt trái tai nhiều mới biết sự đáng quý của tu tâm dưỡng tánh. Xả giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh an yên. Đối diện nhiều dối gian mới biết sự đáng quý của chân thành mộc mạc. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân, thiện, mỹ.
trong cuộc đời này có thể lựa chọn công việc mình thích, nơi mình muốn sống, nhưng không thể lựa chọn xuất thân. Có người xuất thân trong gia đình phú quý, có người được sinh ra trong gia đình nghèo khó, có người xuất thân trong quốc gia văn minh, giàu có, hòa bình, có người lại chào đời nơi chiến tranh loạn loạt, lại lạc hậu, thiếu thốn trăm bề. Chính nghiệp lực, nghĩ là thiện nghiệp và ác nghiệp khiến con người ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau như thế. Tuy nhiên, tình trạng sinh sống của bất kỳ ai cũng có thể thay đổi. Người xuất thân giàu có, nếu không có chí tiến thủ, chỉ biết tiêu tiền, không muốn kiếm tiền, thì sẽ dần sa sút thành nghèo khó. Người xuất thân nghèo khó, nếu liên tục nỗ lực, thì sẽ đạt được vinh quang đến sự phú quý. Cựu phó tổng thống Mỹ Wilson xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, nhờ được dẫn dắt bởi trái tim không ngừng khát khao vươn lên. Ông từng bước thoát khỏi bần cùng rồi bước lên đỉnh cao của thành công. Theo đạo Phật, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong đó cảnh tùy tâm chuyển tức là một người thất bại không hẳn là vì họ không có khả năng hay không có cơ hội, mà vì tự tâm họ đã nghĩ rằng họ không thể thành công. Khi họ gặp khổ nạn, cái tâm sợ khó, sợ khổ khiến họ chấp nhận việc cam chịu, khuất phục. Người có trái tim rộng lớn, bao dung sẽ không cảm thấy khổ nạn là bất công với mình. Người đó cũng sẽ không than trách phận, không oán trời hẳn người, mà sẽ luôn giữ tâm thái bình thản, không ngừng nỗ lực học tập, lao động để cải biến hoàn cảnh. Nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison cũng đã đúc kết từ kinh nghiệm cuộc đời rằng thiên tài một phần là tài năng bẩm sinh, 99 phần là mồ hôi và nước mắt. Trước khó khăn, khổ nạn, có người sẽ chùn bước, có người sẽ gục ngã, nhưng cũng có người sẽ can đảm bước đi. Mỗi khổ nạn trở ngại trên đường đời của ta chính là cơ hội quý cho ta rèn luyện ý chí kiên cường, nội tâm bình thản để chuẩn bị gặt hái những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Đường đời và đường đạo giống nhau ở một điểm then chốt, đó là đòi hỏi ta phải kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực không ngừng. Nếu một người tu hành với tâm thái cầu nhàn, buông lung, dễ vui tức là thường mê đắm trong danh lợi và những sự vui say giả tạo khác, và người đó không cố gắng tinh tấn tu học và vượt qua những nghiệp bất thiện của chính mình, thì việc tu hành của người ấy cũng như nấu cát mà mong thành cơm. Có câu nhất thiết duy tâm tạo, mỗi năm trôi qua đừng trách cuộc đời mình sao cứ hoài dậm chân tại chỗ, mà hãy quan sát tâm thái mình đã chuyển biến được là bao. Có một câu chuyện cổ kể rằng một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua, bèn cầu xin Quan Âm Bồ Tát ơi, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ ô một đoạn đường được không ạ? Quan Âm nói, ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên, mà mái hiên lại không mưa, thế nên ngươi không cần ta phải cứu độ. Người kia chạy ra màn mưa và nói, bây giờ con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ ô được không ạ? Quan Âm nói, ngươi ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa, ta không bị ướt vì có ô, ngươi bị ướt mưa vì không có ô. Bởi vậy, không phải ta đang cứu độ ta, mà là ô đang cứu độ ta. Ngươi muốn cứu độ thì không cần tìm ta, mà hãy đi tìm cái ô. Dứt lời, Quan Âm rời đi. Ngày hôm sau, người đó lại gặp phải chuyện nan giải, bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, người đó thấy một người giống hệt Quan Âm đang vái lạy tượng Quan Âm, bèn hỏi, bà có phải là Quan Âm không? Người kia trả lời, đúng vậy. Tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình? Bởi vì ta đang gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết rằng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút
chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao tưởng có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng, ồ, phải chi mình còn một chút. Chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Có câu, tri túc, tiện túc, đại túc, hạ thời túc. Nghĩ là, biết đủ là đủ, chờ đủ, chờ tới khi nào. Và biết đủ là một trong những chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn có tin rằng có người đến khi trụ hơi thở mới ngộ ra mình từng thở? Nếu không làm được điều này thì ta không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi. Có người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm thấy mình trưởng thành hơn thì phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Điều gì xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu? Chẳng ai biết tới hương thơm, chẳng ai ngắm, chẳng ai khen đẹp đấy, cũng chẳng có ai chia sẻ niềm vui cùng. Liệu bông hoa có chết không, có đau khổ không, có trở nên hoang mang sợ hãi không, có tự tử không? Không. Bởi hoa cứ đơn giản nở, cứ đơn giản tỏa hương theo gió thôi. Chuyện có ai đi ngang qua khen nó đẹp hay không chẳng liên quan gì đến nó. Nó cứ dâng tặng hương thơm và niềm vui của mình cho đời, cho cái toàn thể bao la. Bạn đã an nhiên chưa? Chúng ta đã an nhiên sống như bông hoa hồn nhiên nở và tỏa hương giữa rừng sâu ấy chưa? Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công, vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi đó. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Đôi khi bạn thắc mắc, vì sao khi người khác buồn, bạn luôn ở bên để xoa dịu thấu hiểu, nhưng đến khi bạn buồn thì chẳng thể tìm được ai sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của mình. Thực ra không có sự bất công nào ở đây cả. Có chăng là bạn có thể nhận lại sớm hay muộn những đền đáp từ người khác mà thôi. Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần toan tính sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán, bạn càng cảm thấy bất xúc, tâm không tịnh. Khi ấy, bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả, hoặc vô hình hoặc hữu hình. Chúng ta quên biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng, trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường khổ đau. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Dù biết có thể sẽ nhận lại điều bất như ý, bạn cũng hãy cứ vẫn cho đi. Bởi cho đi, tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không nghỉ ngơi của cuộc sống và của đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới. Khi một người được hỏi rằng hạnh phúc là gì, thì người đó đã trả lời, hạnh phúc có nghĩa là những gì hoàn hảo trong cuộc sống đã được đầy đủ, đã được lấp đầy và đã được tìm thấy. Nhiều người luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn và nghĩ rằng sự hoàn hảo sẽ đem lại hạnh phúc,
nhưng thực sự là ta vẫn có thể hạnh phúc dù không hoàn hảo. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một hình tròn rất tự hào về thân hình hoàn hảo đến từng milimét của mình. Một sáng nọ thức dậy, nó bỗng giật mình khi nhìn thấy mình đã mất một góc lớn hình tam giác. Quá buồn bực, hình tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa, nên nó lăn rất chậm chạp trên hành trình của mình. Từ chỗ buồn bã vì mình không còn hoàn hảo, nó dần chuyển sang khoan khoái đón ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây. Nó ngợi khen những bông hoa đang khoe sắc tỏa hương bên vệ đường. Nó thủ thị tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chưa có mảnh vỡ nào thật sự vừa vặn với nó cả. Thế là nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với mình. Nó sướng rung, bây giờ nó lại hoàn hảo như xưa rồi. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ô kỳ, sao nó lăn nhanh thế? Nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó. Tiếng trò chuyện của sâu bọ bị bạc đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh đã trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường, rồi tiếp tục chậm chậm lăn đi với thân hình không còn hoàn hảo. Bài học mà hình tròn này tặng cho tất cả chúng ta chính là ta không cần phải trở nên hoàn hảo mới cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu thứ bạn cần là tiền, thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là tiền không hơn. Còn hạnh phúc lại là một cảm nhận hoàn toàn chủ quan, được thể hiện qua sự hài lòng với cuộc sống, cách bạn cảm nhận về mọi thứ xung quanh, sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, chứ không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc, vật chất. Đức Phật dạy rằng, khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Buông bỏ chính là biểu hiện của người có trí tuệ. Biết buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đi đòi hỏi tương đối ở nơi hành sự của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương, nên cuộc sống là tương đối. Cho nên, ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn toàn tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng nghe cái tâm thành kiến mà nhìn vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Vậy nên, những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thậm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối,
ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương phụ ấu cũng trọn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan và thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng, ai là người có thể giúp bạn hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành sự khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm, đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Đời không chi tuyệt đối, hãy làm mới cách nhìn. Khi tâm hồn thay đổi, hoàng hôn hóa bình minh. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách suy nghĩ sau đây để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Trong đời ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và che nhạo của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện của việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Việc bạn và người khác không đồng quan niệm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hối thúc với lương tâm là được rồi. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn sẽ tha thiết mong muốn một vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác nữa. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày, chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mùi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được những thành tựu nhanh chóng hơn. Nhưng những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy làm một người tốt. Cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa, đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Người thật tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn khổ, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng dung nạp hết thầy, bao dung hết thầy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mỗi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu: nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác,
tất là khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm. Khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc sự thế nào cũng như vậy, hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hạn giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường xuyên quên đi sự tỉnh tại, đã vậy còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tịnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tịnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mất tượng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tịnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy bỗng nhiên, từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tịnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm, các dây thần kinh đều căng lên. Cuối cùng bạn không chết cũng bị bệnh. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức, chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng, khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kề kề nó ấy. Ấy thế mà Phật bảo, nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên, tốt hơn ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện tháng ngày này. Này bạn ơi, tiến lên một bước mà đánh mất mình thì nên dừng lại. Nếu cần bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa sẽ chẳng sao đâu. Những giá trị cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới đều chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của nhiều người vào ngục thất. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình đến mức quên mất sống trọn vẹn trong hiện tại? Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có một ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy là có người hỏi, sao ông vui tươi mãi thế? Ông lão đáp, trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa, người á, là sinh vật cao nhất, tất tối linh, ư vạn vật, ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người. Thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết? Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mất mớ chi phải hỏi. Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất
ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đầu mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thực sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thầm nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý, rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng. Ân ái tình thù, rồi cũng trở về cát bụi. Hôm nay, chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất dục vọng, bởi những cám dỗ mê hoặc quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp, dễ làm cho con người ta trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, mưu lợi, đam mê và tư lợi. Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ăn oán tình thù, hơn thua, được mất, thủ đoạn mưu tính hại người, sao bạn không thử đi đến nơi lò hỏa táng để nhìn ngắm thật kỹ, ngắm tro tàn là cái còn lại của một kiếp người. Rất có thể nắm tro tàn nào đó là người mà bạn mới trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê vài hôm trước. Giây phút nhận ra sự vô thường của kiếp người, bạn sẽ cảm thấy những áp lực đang nề nặng nơi tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xã hội ngày càng phát triển, ngày càng chạy theo những giá trị vật chất để thỏa mãn những dục vọng, để rồi khó tìm được một hạnh phúc tĩnh tại, một khoảng lặng cho bản thân. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính. Đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mọi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này. Khi ta thử ném viên đá xuống mặt nước sẽ bị khuấy động. Ta soi mình xuống thì sẽ thấy hình ảnh ta méo mó, chẳng đẹp chút nào. Tâm người cũng như mặt nước ấy, hãy đợi đến khi tâm dần phẳng lặng, ta sẽ thấy ta thuần khiết nhường nào. Ta sẽ nhận ra ta là ai, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại. Có người sinh ra phước nghiệp tốt, có xe cộ, nhà cửa, tiền bạc đầy đủ. Có người sinh ra đã là mẻn mộng, không ai chăm sóc, không có ai để giữ vào. Dù xuất phát điểm của ta thế nào, nhất định cũng đừng xem nhẹ bản thân. Dù đang trong nghịch cảnh thế nào, nhất định đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có ngày ta thành người như ta mong muốn. Người có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười, nỗi khổ của họ ta không thể hay biết. Người không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không sống vui sống tốt. Không có áo gấm cơm ngọt, chỉ có áo thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta biết vui vẻ, biết đủ thì chẳng thiếu cái gì. Thế nên, niềm hạnh phúc của ta, tự tâm ta mới hiểu rõ nhất. Tiền do con người kiếm được, cũng do chính người tiêu xài. Ăn uống quá tham khổ đã dành dụm tiền, rất thích món nào đó, nhưng không dám mua. Thử hỏi sống như vậy là thiếu hay không thiếu? Nhiều người vất vả lao lực kiếm thật nhiều tiền, cuối cùng tiền còn, người mất. Thử hỏi sống như vậy có đáng hay không? Sống trong đời không nhất định cần phải đại phú đại quý, mà càng sống sao cho có ý nghĩa hạnh phúc. Không nhất định phải so sánh với người khác, mà lại chậm rãi dùng tâm của mình cảm nhận.
vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà càng phát khởi chân thành từ nội tâm ta. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bằng lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình, mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút đau thương mà trở nên kiên cường. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Chúng ta nhiều nhất định cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Cuộc sống giống như một quyển sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Đừng quá khắt khe với mình, thậm chí mắc những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Khi bắt điện thoại, bất luận trong hoàn cảnh nào, bạn hãy cười lên, vì người bên kia sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Cái lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì thế, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất kỳ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó. Còn những người không thích bạn thì sẽ không tin lời bạn đâu. Hãy ghi nhớ ba điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng. Cố gắng vì một tương lai tốt, kiên định với công việc, tin tưởng vào bản thân. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn. Người thông thái dạy bạn đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải là kẻ ngốc. Còn người tự cho mình là thông minh, thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ, vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan tương hộ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thực ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi, thực ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem tiền bạc, nhà cửa, xe cộ của bạn đều là mượn của người khác. Hãy lợi dụng chúng thật tốt, nhưng đừng si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ hưởng thụ một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm ầm ĩ công việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao chỉ là để kiếm miếng ăn? Đàn gà tiếu tích tìm vào mộ thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ để bị người ta ăn thịt. Không nhẹ con người cả đời bận rộn chỉ để chết mà thôi. Một đời luân lạc ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần. Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Khi bị hiểu lầm thì không giải thích, khi bị bình luận thì không tranh cãi, khi bị đặt điều thị phi thì không cải chính. Họ im lặng không phải vì họ sợ hay nhu nhược hèn yếu, mà vì muốn để thời gian chứng minh tất cả. Đôi khi im lặng giúp tâm thái người ta thoải mái hơn là thổ lộ dốc bầu tâm sự. Im lặng cũng là biểu hiện của sự từng trải trưởng thành. Đau rồi thì hãy cố gắng nhẫn chịu một chút, mệt mỏi rồi thì nên im lặng nghỉ ngơi, biết khoan dung và hiểu người khác.
biển có thể thu nạp 100.000 sông thì mới trở nên rộng lớn. Người biết khoan dung với lỗi lầm của người khác thực ra cũng sẽ biết tha thứ cho chính mình, biết buông bỏ và biết quý trọng. Người trưởng thành biết tự loại bỏ một số đồ vật trong hành trang trên đường đời của mình, ví như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghị, những câu chuyện phím vô dụng. Đồng thời họ biết nắm giữ và trân quý sự tự tin, tấm lòng lương thiện và sự khiêm tốn giản dị. Trong người ta trưởng thành qua thời gian thì đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Không luôn sống hoài niệm về những gì trong quá khứ gọi là buông xả, không cùng vọng với những gì còn nằm trong tương lai gọi là an trú, không vương vấn tâm tư với những người đã rời xa gọi là an nhiên, không khổ đau với những điều đã nỗ lực mà không đạt thành tựu gọi là tùy duyên, không quay quắt với những gì chưa có hay không có được gọi là thuận pháp, không xâm nhập vào đám đông để đánh mất mình gọi là thận trọng, không quên đời mình đang tồn tại gọi là biết sống, không thốt ra những lời binh khí miễn lười gọi là ái ngữ. Trước khi quyết định làm điều gì, nhận thấy rằng điều đó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình, cho người, ngày đó biết dừng lại gọi là từ bi. Các người hiện đại ngày nay dường như đang không biết thế nào là đủ, vậy nên điều mà họ đánh mất cũng rất nhiều. Con người hiện đại ngày nay dường như đã bị cuốn vào công việc kiếm tiền mà vô tình đánh mất những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. Nhiều người ở thành phố mức sống cao, thu nhập cao, nhưng mấy khi sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất, hầu hết những gì họ gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ không xài nữa, đã hư hỏng hoặc lỗi thời. Ngược lại, những người nghèo khó ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố: con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất. Chẳng phải dân nhà quê chơi sang hơn dân thành phố sao? Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, chúng ta muốn thật giàu có, vì thế luôn cố gắng làm việc thật nhiều, thật nhiều. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Tuần làm 40 giờ không đủ, tranh thủ làm thêm cuối tuần. Nhiều người thậm chí còn dùng đủ các thủ đoạn mánh khóe để đạt được danh lợi cho mình. Hậu quả là thân tâm đều mệt mỏi rã rời, bệnh tật tìm đến, cơ thể không một phút nghỉ ngơi, yến mắt mờ, chân run, đầu óc mù mị, lục phủ ngũ tạng rệu rạ, phải vào ra bệnh viện. Lúc đó bao nhiêu tiền do làm vụng vất vả mới có đều đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khỏe, nhưng liệu có mua được không? Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức vụ gì, mà là cho dù ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều tỏ ra yêu mến và trân quý bạn. Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích lũy được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày bạn có làm được những việc mình thích hay không. Hạnh phúc không ở chỗ vợ của bạn xinh đẹp thế nào, chồng của bạn thành công ra sao, mà là nụ cười trên môi người bạn đời của bạn tươi tắn thế nào. Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn biết giữ tay lái an toàn để về nhà bình an. Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là ít có tai ương bệnh tật. Hạnh phúc không ở chỗ những tràng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất vẫn có người nói với bạn rằng: này bạn ơi, hãy cố lên. Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: không sao cả, có mình ở bên bạn nè. Hạnh phúc hẳn là mỗi ngày bạn đến chùa tìm kiếm sự bình an, mà là ngay giữa đời sống huyên náo này, bạn vẫn xây dựng được một ngôi chùa yên tĩnh trong chính
tâm hồn mình. Tôi đã được học rằng, thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng, nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình, thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng, để xây dựng lòng tin, phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng, bạn không thể làm cho mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng, đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng, tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thực sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng, muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thực ra làm như thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là điều quan trọng. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thận. Người khi đến đường cùng, tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu, thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy, hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm. Hãy gặp những người nên gặp. Ai ai cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ăn cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thầy, xem mọi chuyện như mây khói, để rồi bạn sẽ nhận ra rằng, đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến. Đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chỉ là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vượt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi trăm năm cũng giống như giấc mộng, mệt mỏi, vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Trong chúng ta có cả bùng lẫn sen, có cả ác quỷ lẫn thiên thần. Đừng khước từ ác quỷ, cũng đừng cử tuyệt thiên thần. Trong chúng ta có cả đen lẫn trắng, đừng khước từ đen để chạy theo trắng. Bởi đen là sự tô điểm cho trắng, bởi bùng là dưỡng chắc cho sen. Nghĩa là bạn đừng bao giờ khước từ những yếu kém hay lỗi lầm trong quá khứ, bởi sẽ không có sự tiến bộ và hoàn thiện nào đến từ sự trốn chạy và chối bỏ quá khứ. Mọi thứ đến với mọi người đều có ý nghĩa riêng, đều là món quà cho sự trưởng thành và hoàn thiện. Thế nên, hãy đón nhận tất cả với lòng biết ơn và trân trọng, và rồi hãy sử dụng sức mạnh chuyển hóa bản thân để nghiền nát toàn bộ rác rưởi trở thành dưỡng chất nuôi cây, để cây ra hoa thơm trái ngọt. Sau đó, bạn hãy tự mình nếm lấy vị ngọt của niềm hạnh phúc vui sướng rộn ràng trong lòng. Làm người nói dễ cũng không dễ, chẳng dễ gì lay động hàng ngàn trái tim.
theo điều hay lẽ phải hoặc quản lý miệng lưỡi thiên hạ. Làm người nói khó cũng không quá khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình, thế là đủ. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen, kệ chê. Bất luận bạn thành công ra sao, cũng sẽ có người bình phẩm, tốt xấu. Hoa có trăm dáng nghìn kiệu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngời. Ở đời, mỗi người có một phong cách sống, sao không nâng đỡ nhau cùng đi lên, mà cứ chăm chăm họ thấp, dìm nhau xuống, rồi để được gì? Đúng sai, phải trái, tốt xấu là do góc nhìn khác nhau của con người. Điều quan trọng không phải là nhất định san bằng những dĩ biệt, mà là giữa những dĩ biệt đó ta san bằng được sự hơn thua, đố kỵ, cố chấp trong chính cõi lòng của ta. Những hạt giống trên cánh đồng tâm, một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm chứ không phải là thân thể. Không phải những thứ được và mất mỗi ngày quyết định tâm trạng của chúng ta, vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cọ ngoài đồng, hoặc tỏa hương nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng, xinh đẹp. Còn thù hận, oán trách, đau khổ là chỉ khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hờn. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã, trụy lạc. Chương trình của chúng tôi đến đây đã hết. Kính mong quý Phật tử đăng ký kênh để xem nhiều video hay mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video này cho bạn bè và người thân cùng xem. Chào tạm biệt các bạn.